Diệu Nhi anh Tú tặng quà gì mà khách mời đám cưới hết hồn? Vào ngày mai 10 tháng 10, đám cưới Diệu Nhi anh Tú sẽ chính thức diễn ra tại thành phố biển Phan Thiết, Bình Thuận. Một trong những khách mời của cặp đôi ca sĩ Chuyên Phạm đã có mặt trước một ngày tại địa điểm diễn ra lễ cưới. Nam ca sĩ gây chú ý khi khoe quà tặng cô dâu, chú rể chuẩn bị cho dàn khách mời. Tiết lộ, ở chung phòng khách sạn với Ngô Kiến Huy, cựu thành viên 365 còn chất vấn Diệu Nhi khi chuẩn bị dầu gió và miếng dán giảm đầu cho khách. Đã đến nơi cần đến mà cho hỏi đi ăn đám cưới hay đi đánh lộn mà cô dâu chú rể tặng khách mời miếng dán giảm đau với chai dầu gió vậy, anh Jun hóm hỉnh. Ai nấy không khỏi thích thú, bật cười với sự chu đáo của Diệu Nhi và anh Tú. Đáng chú ý, cô dâu còn ngang ngược phản hồi với bài đăng hóm hỉnh bảo Jun Phạm. Coi lại cái nết đi ăn cưới của mình đi ạ. À. Diệu Nhi anh Tú công khai đăng ký kết hôn hôm 21 tháng 8. Sau 7 năm hẹn hò kín tiếng, đám cưới của cặp đôi sẽ diễn ra vào ngày 10 tháng 10 2022 tại Phan Thiết, quê nhà cô dâu. Thời điểm hiện tại, Diệu Nhi anh Tú đã có mặt tại Phan Thiết để chuẩn bị cho đám cưới. Các khách mời cũng đang dần di chuyển đến địa điểm diễn ra hôn lễ.